Còn một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con luôn bị phân tâm trong tất cả các việc mà con làm. Ngay trong không gian yên tĩnh của nhà chùa, con luôn bị nhiều suy nghĩ chi phối, không thể nhất tâm được. Con muốn xin thầy một lời khuyên làm thế nào để con có thể tĩnh tâm được ạ? Cái này thì bạn phải tập thôi. Bạn biết không, không có một đứa trẻ nào sinh ra mà gì, từ lọt lòng mẹ ra mà tự mình bước đi, tự mình cầm thìa cầm đũa để gì, để xúc cơm hay để gì, để ăn cơm. Không thể có đứa trẻ nào mới sinh ra đã tự biết đi rót nước để lấy nước để uống đấy. Tất cả đều phải gì, có sự tập. Và có sự, đứa trẻ mới sinh ra chúng ta tập, cái tập đầu tiên là gì, là tập bú. Tập bú. Rồi cái thứ hai là gì? Là tập uống nước. Thứ ba là tập gì? Tập bò. Rồi mới tập đứng. Tập đầu tiên là tập lẫy đó. Tập lẫy xong đến mới tập bò. Rồi mới lấy đến lò dò là gì? Tập đi đó. Tập đi xong rồi lớn lên thì còn phải gì? Tập ăn, tập nói, tập học, vân vân. Rồi tập sống, tập ứng xử. Cho nên tất cả mọi cái đều phải có sự tập trung, có sự rèn luyện thì mới gì, mới thành tựu được. Và bạn nói rằng á, cái tâm của bạn á, rất là dao động, không yên tĩnh. Mặc dù đến cửa chùa là một nơi gì, bạn nói là mặc dù đến cửa chùa là một nơi gì, một nơi có thể là không gian yên tĩnh rồi, mà cái tâm của bạn này vẫn luôn luôn suy nghĩ và bị chi phối rất nhiều, không thể lắng tâm được. Thì cái này thì bạn xin là nên cho lời khuyên. Thì cái việc lời khuyên của thầy, cái việc đầu tiên bạn nên tập niệm Phật, tập thở. Thế nào là tập niệm Phật và tập thở? Tức là bạn hãy chú trọng hơi thở của bạn. Hít vào thở ra nhẹ nhàng, bạn đi, bạn đếm 1. Hít vào thở ra nhẹ nhàng, bạn đếm 2. Hít vào thở ra nhẹ nhàng, bạn đếm 3. Dần dần như vậy cho đến 10. Nếu mà quên lúc nào thì bạn gì, bạn bỏ đi, bạn lại đếm lại từ 1. Đây là cái phương pháp gọi là chế tâm nhất xứ, vạn sự bất biện ở trong gì, trong nhà Phật. Tức là trụ tâm vào một chỗ, vạn sự đều không có gì, không có để ý tới. Cho dù sét đánh bên tai, chúng ta cũng gì, không để ý tới. Nhưng mà tập được đến giai đoạn đó thì tất nhiên là phải gì, phải có công phu, phải có thời gian rèn luyện, khổ luyện thì mới gì, mới đạt được cảnh giới đó. Nhưng mà bước đầu thì bạn cứ gì, cứ tập là ngồi cho thật ngay thẳng. Nhưng vì ngồi ghế như thế này được, ngồi ngay thẳng như thế này được. Và bạn gì, hơi khép mắt lại một chút, bạn gì, thở. Đầu tiên bạn có thể hít vào thở ra khoảng 3 đến 5 hơi thật sâu. Hít vào thật sâu, cảm giác thấy cái hơi thở nó đi thì qua hai lỗ mũi, lên trên chán đi xem xuống gáy và trụ ở nơi đan điền, tức là ở dưới rốn, ban dưới rốn mình khoảng 3 đốt ngón tay nằm như thế này. Đó là nơi đan điền, trụ hơi ở đó. Và khi thở ra bạn có nhẹ nhẹ như vậy đó. Đó, hít như thế này, thở ra nhẹ nhẹ như. Khi thở ra thì hít vào thì bạn khép môi, hít vào bằng mũi, thở ra thì nhẹ nhẹ, hơi hơi nhích cái hai cái môi ra, và thở ra bằng gì, bằng môi, cái hơi thở qua hai kẽ chân răng trên và dưới và ra bằng môi nhẹ như thế này. Đó, như vậy là gì? Hít vào và thở ra. Và bạn thì hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, khoảng độ 3 hoặc 5 hơi sâu như vậy. Bắt đầu bạn thở bình thường, thở rất bình thường. Hơi bạn ngắn thì bạn thở ngắn, hơi bạn dài thì bạn thở dài, đừng có cố. Nếu bạn cố quá thì có thể thấy nhau đói, đau nhói ở nơi lồng ngực, tức là nơi tim của mình này. Tức là mình cố quá nó sẽ đau nhói nơi tim mình này. Khi đó mình phải dùng tâm để buông thư xuống, tức là thở cho nhẹ nhàng. Đừng có cố hít sâu quá, cũng đừng có cố gì, hít nhanh, hít nhẹ, hít nhanh quá. Cứ để cho nó tự nhiên. Đó. Mà thân thì ngồi thẳng lưng lên một chút, kể cả ngồi dưới ghế cũng thẳng lưng lên như vậy. Đó. Thì như vậy thở. Đấy là một phương pháp gì? Quán niệm hơi thở để buộc cái tâm viên ý mã của mình lại.
tâm viên ý mã cho Đức Phật nó là tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Tâm của bạn bây giờ giống như con khỉ truyền thích chạy nhảy lung tung từ cảnh này sang cảnh khác, thế nay phải dùng cái dây để buộc nó lại. Nó chạy thì chạy mệt nhoài rồi thì dần dần nó gì, nó thì à, hóa ra mình cái chạy nhảy hoài như vậy chỉ có mệt, cuối cùng chẳng làm được cái gì cả, thôi chẳng chịu, chẳng bằng gì thì ngoan ngồi lại một chỗ cho đỡ mệt. Đó, người ta dạy khỉ, dạy con khỉ biết làm xiếc, dạy con khỉ gì đang thích chạy nhảy lung tung ở trên gì, ở trên rừng, ở trên núi, người ta bắt được nó, người ta về, người ta gì dạy cách như vậy. Đầu tiên là gì, buộc nó, lấy cái dây buộc nó vào một cái gốc cây hay một cái cột gì, vân vân, một chỗ nào đó, cho nó chỉ chạy nhảy chán đi, chạy nhảy mệt rồi mấy cái thì bắt đầu thì không thể nhảy được nữa, mới đem thức ăn cho nó. Cứ dần dần như vậy, lúc đầu thì nó gì đem thức ăn nó còn sợ, nó lại nhảy tiếp, nhưng mà vì đói quá lại sang ăn. Lần sau cứ dần dần quen quen rồi á, từ cái chỗ gì à, hóa ra người ta mang thức ăn cho mình chứ không phải người ta chỉ muốn giết mình. Cho nên á, dần dần á, cái người dạy thú nó sẽ gì, sẽ tùy theo phương tiện mà dạy con khỉ đó, từ một cái con khỉ hoang không biết nghe lời, suốt ngày chạy nhảy không mấy giờ nó ở yên một chỗ, nhưng nay thì nó có thể làm xiếc gì theo gì, theo sự điều hành của ông chủ nó. Đấy thì chúng ta điều tâm, Phật dạy chúng ta điều tâm mình, Phật dạy chúng ta quán tâm mình và làm chủ tâm mình cũng tương tự như vậy. Bắt đầu là từ hơi thở, tức là gì? Giống như khi một cái người lấy cái dây để buộc con khỉ lại. Và đến giai đoạn thứ hai, bạn có thể kết hợp giữa hơi thở và niệm gì? Niệm Phật, hoặc là niệm danh hiệu Bồ Tát, tùy theo bạn thích. Nhưng mà thường á, thì mình niệm Phật thì sẽ thuần hơn. Ví dụ như hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, hít vào thở ra niệm A, hít vào thở ra niệm Di, hít vào thở ra niệm Đà, hít vào thở ra niệm Phật. Như vậy là vừa có công đức niệm Phật, vừa có công đức gì? Có công đức là trụ tâm ở trong gì? An định ở trong gì? Trong câu Phật hiệu. Đây là một phương pháp khiến cho gì? Mình trụ được tâm ở trong chính mình, khiến cho dần dần đó, tâm của bạn không bị lăng xăng chạy nhảy hết chỗ này sang chỗ khác nữa. Mà khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ được hạnh phúc hơn, bình thản hơn, bình an hơn. Và trí tuệ của bạn cũng sẽ gì? Sẽ thấy phát triển hơn. Vì Đức Phật nói gì? Tâm định thì trí tuệ sẽ gì? Sẽ sinh ra. Vạn pháp đều do tâm. Vì sao chúng ta học mãi mà nó chẳng vào? Vì tâm loạn vậy. Nay tâm định, bạn có thể gì? Trước đây bạn học một cái bài đề thi có thể là mất 3 tiếng đồng hồ mới thuộc. Do sao? Do tâm không an định. Nhưng nay tâm bạn an định chỉ cần 10-15 phút bạn thuộc một đề thi của bạn. Đấy là cái kết quả, cái lợi ích của việc gì? An tâm. Lợi ích của việc gì? Định tâm đem lại cống hiến cho gì? Cho chúng sinh ở trên nhân gian này vậy. Vì vậy mà Phật Pháp mới trường tồn trên 2.500 năm nay. Người đời vẫn tin, người đời vẫn gì? Vẫn sử dụng. Và chắc chắn rằng lời dạy của Đức Phật không bao giờ lỗi thời, cho dù khoa học có phát triển đến đâu. Vì Phật Pháp là thầy của tất cả các môn khoa học vậy.